Một buổi sáng ở Cuba thì chỉ cần một ly nước như thế này và một mẩu bánh mì tốn khoảng 10.000 đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà đối với người dân Cuba, để có thể khoảng 10.000 đồng, tức là 100 peso, là một cái khoản tiền vô cùng lớn đối với họ. Và thậm chí người ta phải xếp hàng dài chỉ để mua một cái mẩu bánh mì như thế này nè, ở các cửa hàng mậu dịch. Và hôm nay thì mình có tiền cho nên là mình đã mua một mẩu bánh mì như vậy. Nhưng mà đối với người dân Cuba thì có lẽ là đây là một thứ xa xỉ với họ, và họ rất yêu quý người Việt Nam. Việt Nam. Bárbaro. Bárbaro. Soy amigo, nosotros somos amigos. Việt Nam, amigo de Cuba. Việt Nam, muy amigo de Cuba. A Fidel, Raúl, esta gente. Bueno. Việt Nam, Cuba như là hai người bạn và như là một phần máu thịt. Nosotros somos los puros. Muchas gracias. Đó, mỗi khi mà nhắc đến người Việt Nam thì dân Cuba rất là yêu mến như vậy á. Và mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người về cuộc sống của người dân Cuba ở đây nha. Ok, thank you. Chào cả nhà. Hôm nay thì Phong Bùi đang có mặt tại một vùng nông thôn ở Cuba. Ở các video trước thì cũng đã chia sẻ với mọi người về cuộc sống của người dân Cuba ở thủ đô La Habana. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến một cái vùng nông thôn cách thủ đô khoảng 4 giờ di chuyển, và để cảm nhận được rằng cuộc sống của người dân trong cái giai đoạn bao cấp, trong cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa, đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà các nước tư bản đang thực hiện các cái chính sách cấm vận. Và để xem rằng Cuba hiện giờ sau mấy chục năm bị Mỹ cấm vận như thế nào nha. Mình vừa mới đến thì gặp hai bà lão. Bà nói là bà đang đói. Mình thấy là trên ngực của bà thì có để một ít tiền, đang tiền lẻ thôi. Người dân Cuba thì mấy ngày qua thì mình cảm nhận rất rõ nét. Bà đang xin tiền mình. Thì mình lì xì cho bà một ít ha. Tờ này thì khoảng 1 đô la Mỹ. Gracias. Người dân Cuba đang mời mình vào nhà để mời mọi người cảm nhận được cái cuộc sống của người dân ở đây như thế nào. Hermana. Mama. Mi mama. Mama, okay. Đây là nhà dân của Cuba nè. Người dân thì sống nhờ vào bao cấp của nhà nước. Ôi, mình thấy có điện thoại kìa. Telephone. Này thì ở Việt Nam mình chắc là mất rồi. Dime. ¿Quién? Đang nghe điện thoại á. Đây là cái điện thoại công cộng. No se sabe, eres tú ahorita aquí salió. Bueno. No nadie, estoy yo ahí para en la esquina. No, no. Cái điện thoại này thì ở Việt Nam mình cũng đã không còn nữa. Thiên Chúa, sao là phạm? Santo muy, muy poderoso, muy sagrado, santo muy poderoso. Người dân Cuba thì nước bị cắt thường xuyên, cho nên là người ta sẽ phải trữ nước như thế này. Cho mọi người thấy nè, trữ nước rồi. Đây là một cái bếp nấu bằng điện nhưng mà cũng đã bị hư rồi. Và bây giờ thì họ tận dụng được những cái món đồ còn thừa thải. Còn đây là một cái nồi đồ ăn của nhà dân, người dân Cuba. Một buổi sáng thì phải xếp hàng để nhận những cái tem phiếu. Trong bếp thì cũng chẳng có gì hết à. Ngay lúc này là khoảng 6 giờ chiều ở Cuba, thì ở Việt Nam mới chỉ 5 giờ sáng thôi. Cuba ban ngày, còn Việt Nam là ban đêm. Đó, hai bên nó khác biệt nhau như vậy, nhưng mà dù khoảng cách rất là xa nhưng mà tình cảm giữa hai dân tộc luôn luôn gắn kết với nhau. Trong thời kỳ trước thì Cuba đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, còn giai đoạn hiện nay thì Việt Nam lại hỗ trợ Cuba bằng gạo. Mọi người rất là thân thiện hay cô bác anh chị. Nhà dân ở Cuba thì từ nông thôn cho đến thành thị, nếu như mà không làm việc trong các cái chính phủ hoặc là làm việc nhà nước á, hoặc là đặc biệt là các cái cửa hàng mậu dịch, thì cuộc sống nó vô cùng khó khăn. Và mình tiếp tục di chuyển để cho mọi người xem được thử rằng là cuộc sống của người dân Cuba như thế nào nha. Những ngày qua khi mà mình có mặt ở Cuba thì mình thấy rằng là chỉ cần một cái mẩu bánh mì thôi hoặc là một viên kẹo cho người dân Cuba thì họ cũng đã thấy rất là vui rồi. Buổi sáng thì người ta sẽ mất hàng giờ liền chỉ để xếp hàng nhận một mẩu bánh mì.
Mẫu mì thì rất là nhỏ như vậy thôi, nhưng mà họ phải xếp hàng nhiều giờ liền, giống như Việt Nam thời kỳ bao cấp vậy. Và lương của một người bộ trưởng ở Cuba thì khoảng 30 đô la Mỹ. Và bây giờ nó có khả năng là đồng tiền peso, đồng tiền Cuba, nó đang bị lạm phát và đang giảm rất là trầm trọng, có khi còn khoảng 20 mấy đô la Mỹ thôi. Ngành nghề được cho là mức lương cao nhất ở Cuba, đó là nghề làm bác sĩ. Bác sĩ thì hiện giờ chỉ còn khoảng 28 đô la Mỹ. 28 đô la thì mọi người hình dung chỉ có vài trăm ngàn đồng thôi. Nhưng mà họ phải chấp nhận cái mức lương thấp như vậy. Bù lại thì làm những công việc quan trọng trong xã hội Cuba thì sẽ được hỗ trợ nhiều về tem phiếu. Tức là họ đến các cửa hàng mậu dịch đó, họ mua rau củ quả, thịt cá, sữa thì với cái mức tượng trưng, giá rất là thấp. Còn người dân khi mà muốn cải thiện cái đời sống thì có thể là ghé vào những cửa hàng tạp hóa như thế này. Nhưng mà có lẽ rằng là cửa hàng tạp hóa ở Cuba thì cũng không phong phú lắm. Chẳng hạn như cửa hàng này, mình thấy là gia đình này thì có bán một ít bột nêm, canh bột nêm, rồi một vài gói súp để pha súp gà, rồi bơ này, rồi chuối này, rồi bi đỏ này. Còn bên này, những chiếc xe đạp này chắc có lẽ là chỉ còn là những ký ức đối với những cô chú anh chị lớn tuổi. Những chiếc xe đầm dông như thế này. Và ở Cuba thì người dân hàng tháng họ sẽ được hỗ trợ một chút về những cái đồ dùng sinh hoạt như là khăn giấy này, rồi băng vệ sinh này, thuốc men này. Và dựa theo nhân khẩu, dựa theo sự đóng góp của xã hội, lại thêm một cửa hàng nữa. Mình qua coi thử là có những cái mặt hàng gì không nha. Còn bên này, một cái chị gái đang mặc cái váy màu đỏ, đang đứng. Đứng là đang nhờ những cái phương tiện xe đi ngang qua để nhờ đi hộ. Tại vì ở bên này thì xăng dầu nó trở nên khan hiếm lắm. Lớp xe mọi người thấy không? Lớp xe nó đã mòn hết rồi. Nhưng mà người ta cũng không có điều kiện để người ta thay lớp mới. Đây là một cửa hàng nhỏ ở Cuba. Và ở đây thì người ta bán bánh. Hola. Thấy là có bán bánh, một cái bịch bánh có giá khoảng hola 130 peso, thì ước chừng khoảng 15.000 tiền Việt Nam một bịch bánh này. Đây này khoảng 1 đô la Mỹ, khoảng 23.000 tiền Việt Nam. Hồi xưa thì 1 đô la Mỹ có thể đổi được chỉ có 20 peso, bây giờ mất giá 10 lần. Pan. Yes. Pan. Đây, mọi người thấy một cái ly nước ngọt, không biết là ổng sẽ thối mình bao nhiêu. Còn trên kia là chai rượu. Rượu ở đây mua dễ dàng hơn mua nước suối. Mấy ngày qua thì mình mua nước suối rất khó khăn nha. Mỗi chai nước suối ở đây thì khoảng 400 peso, khoảng 2 đô la Mỹ, gần 46.000 tiền Việt Nam một chai nước suối. Trong khi đó một chai rượu thì khoảng 300 mấy chục ngàn. Nhưng mà rượu bán rất là nhiều nơi, nước suối thì mua rất là khó, rất là hiếm. Thậm chí nhà dân không có cái nước lọc để uống, người ta phải trữ nước. Đây, một cái chai nước như thế này. Mình thấy là nó hơi nhiều hóa chất, nó chỉ ngọt ngọt, đường hóa học thôi. Một cái mẫu bánh mì như vậy nữa. Mình cứ ngỡ rằng là một cái ly nước như vậy và một mẫu bánh mì như vậy nó vô cùng đắt đỏ, nhưng mà thực tế thì mình đưa 200 peso thì chú thối lại cho mình như thế này. 100 peso này, 10, 20, 30, 40 và 42 peso, tức là khoảng 58 peso, tương đương với tiền Việt Nam chỉ có vài ngàn đồng thôi. Nhưng mà đối với người dân Cuba, họ không làm ra tiền và họ phải sống nhờ tem phiếu, và để có tiền mặt như vậy thì rất là khó đối với người dân Cuba. Mọi người biết rồi, lương của bộ trưởng chỉ khoảng 4.000 hoặc là 5.000 peso thôi, và cái như thế này thì đối với họ là cái gì đó nó vô cùng lớn lao. Và mình mua một cái mẫu bánh mì như vậy, có một ít bơ đậu phộng và một ly nước ngọt với giá là 58 peso. Thank you. Đó, nhắc tới người Việt Nam thì vui lắm. Trên tay của mình á là tờ 10.000 đồng tiền Việt Nam, và mình sẽ tặng cho một cái bác cửa hàng này như một cái quà kỷ niệm.
Việt Nam. Lo cambia. Yes. No. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, compadre. Ho Chi Minh, 10,000 pesos, 10,000 colas. Yo no tengo cambio para eso. Yo no te lo puedo cambiar. Yeah. ¿Lo regala? Hola. Ah, gracias. Gracias, coño, gracias a mí. Ôi, rất là yêu. Mình tặng cho tờ 10,000 từ Việt Nam á. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Một cửa hàng rất là dễ thương ha. Và đây là một mẫu bánh mì. Thực tế thì nó là một cái món quà xa xỉ phẩm, là một cái món cực kỳ đắt đỏ ở Cuba nha. Và mỗi buổi sáng tôi xếp hai để được thưởng thức một mẫu bánh mì như vậy. Đây cũng là một cái cửa hàng tạp hóa nữa mà người dân cũng đang đứng ở phía trước để chờ mua sắm nè. Đây là cửa hàng, xin lỗi, là phải cửa hàng tạp hóa mà là một cái tiệm sửa quần áo. Hola. Như góc bên đây mọi người thấy rất là nhiều căn nhà đã xuống cấp khá là nghiêm trọng. Ở Cuba thì cách đây khoảng 30 năm trước, thời kỳ mà Liên Xô vẫn còn chưa bị sụp đổ, thì Liên Xô đã hỗ trợ cho Cuba rất là nhiều, được gọi là thời kỳ Nga hóa, mà mọi thứ biến cái vùng đất này trở thành một thiên đường ở vùng nhiệt đới vô cùng giàu có, với những chiếc siêu xe và những khách sạn và những công trình đồ sộ. Nhưng chỉ mấy chục năm qua, khi Liên Xô sụp đổ thì Cuba rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng. Lý do khó khăn bởi vì Mỹ cấm vận từ mấy chục năm rồi. Và thậm chí mọi người thấy rất là nhiều xe mấy chục năm qua vẫn còn cố gắng sửa chữa để lưu thông tốt trên mặt đường. Và đời sống của người dân Cuba thì trở nên khó khăn, nhất là thời điểm mà mình đang ghi hình, thời điểm mà 2023. Rất là nhiều người dân Cuba vì không chịu nổi cái cuộc sống khó khăn như vậy, họ đã biểu tình. Tuy nhiên thì chính phủ cũng đã có những biện pháp ngăn chặn cái chuyện đó. Dù khó khăn như thế nào nhưng mình cảm nhận như thế này, đời sống về âm nhạc, về hưởng thụ cuộc sống thì người dân Cuba là số 1. Dù họ khó khăn nhưng mà họ mà đã có nhà ở bãi biển thì họ cũng phải mua được cái bộ đồ bikini để tắm biển này. Rồi câu chuyện về vấn đề về tình dục thì họ rất là thoáng. Những căn nhà như thế này họ xây đến nửa chừng thì phải ngưng vì không đủ vật tư, vật liệu xây dựng và kinh phí. Vì ở đây thì mọi thứ đều đắt đỏ và trở nên là khó khăn. Người dân thì hàng sáng mỗi ngày làm việc theo tiêu chuẩn và sẽ nhận một cái khoản hỗ trợ bằng tem phiếu. Đây, buổi chiều người dân Cuba cứ ra ngoài đường ngồi như vậy á, thẫn thờ. Và họ không có truyền hình, không có điện thoại, không có những cái phương tiện giải trí khác. Chỉ có thể là ngồi hóng mát, trò chuyện và tán dóc. Hoặc là đôi khi thì họ sử dụng bia rượu là một cái thú vui để giải trí. Bia rượu đối với người dân Cuba là một cái món quà, một món tinh thần, cộng với âm nhạc nữa. Những căn nhà thì thậm chí có những cái nhà không có cửa luôn nè. Nhiều người thì cũng không có dép mang vì dép, giày dép bên đây rất đắt đỏ. Đây là một cửa hàng tạp hóa. Và mình có thử là cửa hàng này đang bán cái gì. Hola. Thấy có bán kẹo thôi. Rồi điếu xì gà. Một vài bột cà ri. Chị mình thấy trên tay thì anh kia cầm một đồng 3 peso. 3 đồng thôi. 3 peso thì nó khoảng có khoảng hơn 1,000 tiền Việt Nam thôi. Để mua một ít bột gia vị cà ri nấu nướng. Rồi khi mà thấy mình á, mọi người ở đây thì họ ý định là xin một ít tiền. Như bà lão này nè, bà cũng đang xin tiền nè. Và ở phía trước là để một ít cuộn chỉ với ý định là đang làm nghề thêu thòa, may vá đan. Đây, thấy có đan một cái ít đồ gồm có... Mọi người thấy người ta cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng mà không đủ tài chính, cho nên là móng tay, đồ sơn cũng đã chóc hết rồi. Buổi chiều người dân Cuba cứ ngồi thẫn thờ như vậy à. Mình sẽ chụp bà một tấm hình nha. Bà đang sửa soạn lại, mình chụp cho bà tấm hình để mình cho có thử cảm giác của bà, thấy hình của bà như thế nào. Đây, bà đang xem hình mình.
Bà rất là vui. Ok, bây giờ mình với ba chụp chung một tấm đi. Đây. À, mình sẽ tiếp tục khám phá ở vùng nông thôn ở Cuba như thế nào nha. Lúc này thì có một chiếc xe đạp đang bị hư hỏng và người ta đang sửa chữa kìa. Hiếm lắm mình mới thấy một vài người có điện thoại để sử dụng. Những người vùng nông thôn thôi. Rất là nhiều người Cuba họ. Hola. Là... Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Possible. Đây, người ta đang sửa chữa mấy chiếc xe đạp này. Tháo từ cái chiếc xe bên trái ráp lại thành một cái chiếc xe bên phải. Hư hỏng hết rồi. Đang cố gắng nối lại từ hai cái chiếc xe cũ. Việt Nam, yes. Đang rất là vui khi mà biết mình là người Việt. Kể về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và cuộc chiến tranh Cuba. Đời sống còn khó khăn quá ha mọi người. Chiếc xe đạp người ta đang sửa chữa lại. Hola. Giờ thì mình sẽ di chuyển xuống dưới cho mọi người cùng xem thêm nha. Ôi cái nhà này là 2 tầng nhưng mà giờ ta bán ở phía trên rồi. Đường thì hư hỏng rất là nghiêm trọng. Trước kia thì đường xá ở Cuba rất là tốt. Thậm chí là ngành du lịch và ngành xây dựng á, đi trước Việt Nam mấy chục năm. Rất là nhiều kỹ sư Cuba ở sang Việt Nam để đào tạo về việc xây dựng cầu đường. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là Việt Nam khoa học kỹ thuật đã phát triển vượt bậc so với Cuba rồi. Đường hư hỏng lắm. Đây là cuộc sống mấy đứa nhỏ ở nông thôn nè. Bên này là một cửa hàng. Mình thấy mấy đứa trẻ nó ăn cái bánh kìa. Một cái mẫu bánh mì. Thú vui chơi của chiều trẻ em Cuba. Đây cũng một cái cửa hàng bán thuốc lá thôi. Hola. Hi. Rồi. Hola. Việt Nam. Vừa rồi thì mọi người chắc có lẽ cũng cảm nhận được cái sự yêu đời của người dân Cuba. Dù nghèo như thế nào nhưng mà người dân ở đây cũng rất là yêu đời ha. Yêu âm nhạc, yêu mọi thứ và rất là hiếu khách. Họ thì đói khổ đó. Nhưng mà khi mà thấy một cái vị khách nào đến thì họ cũng rất là niềm nở. Thực tế thì người dân thì chỉ được phép bán những cái thứ đơn giản thôi. Nhưng mà sữa, thịt hoặc là những rau củ quả mà được cho là khó trồng, đặc biệt là thịt bò là cấm tuyệt đối. Người ta có kể rằng là
có thể là giết chết một người da đen ở Cuba. Chị đi tù từ 7 cho đến khoảng 10 năm. Tuy nhiên thì giết một con bò có thể đi tù 20 năm. Một cái sự nghịch lý như vậy. Vì thịt bò là cái thứ rất là đắt đỏ. Nhà Cuba thì rất là thấp. Và lúc này thì gần 7 giờ tối rồi. Trời vẫn còn rất là sáng và nóng lắm. Những cái hàng tạp hóa như vậy nè, họ bán qua cửa sổ. Người ta được phép mua bán, nhưng mà mua bán trong cái mức độ giới hạn thôi. Cô bán chị thấy không, người dân thì cũng không dám treo bảng vì quy định là làm cùng nhau, hưởng thụ cùng nhau. Việc mua bán thì có lẽ là chính phủ họ ngó lơ thôi. Chứ thực tế là đúng ra, chẳng hạn như nhà này bán 3 chai bơ 60 peso này. 3 chai bơ này thì khoảng ước chừng là khoảng 3.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Có rẻ. Bán được cho là thực ra thì bán là bán chui. Chính phủ thì họ ngó lơ, chứ không là đúng ra họ phạt nặng lắm. Nhưng mà vì những cái mặt hàng đó không phải là mặt hàng thiết yếu, nhiều gia đình không còn đủ điều kiện, cho nên là họ sẽ bán cái tầng dưới cho một hộ khác và họ sống ở trên những cái tầng trên. Đây, nhiều trường hợp nhà của cô này thì hai chủ sở hữu. Mọi người thấy buôn bán ở đây á, không có sầm uất, thậm chí là chỉ một vài cái món kẹo như vậy thôi. Như cửa hàng này thì có vẻ là phong phú hơn, người ta được quyền bán bia này. Hola. Bán kẹo, bán bánh, rất là nhiều thứ. Nhưng mà cũng chỉ là một vài mẫu kẹo xin gum. Hola. Bánh. Bánh này là bánh nhập về nè. Khoảng 110 peso. Rất là đắt. Khoảng 10.000 đồng một cái bánh như vậy. Mình sẽ mua cái này về ạ. Hola. Đây hai bịch. 50 peso. Thì khoảng 5-6 ngàn tiền Việt Nam thôi. Có bia nữa, phải bán bia, rượu. Chỉ một vài mặt hàng đơn giản thôi à. Và nó không thực sự là phong phú như những cái gì mà một cửa hàng tạp hóa thường bán. Thậm chí có nhiều nhà họ cũng không có cửa để ra vào, và họ phải dùng những cái gỗ cũ á, người ta đóng lại. Này, ổ khóa cũng đã reset rồi. Ai khá lắm mới có được cái chiếc xe ô tô. Như căn nhà số hiệu 663A thì họ sửa quần áo, nhưng mà họ cũng không có điều kiện để có thể làm một cái bảng đầy đủ hơn, mà chỉ có thể là dùng một cái miếng vải và miếng bìa cạc tông ghi trên cái bằng than đá viết lên trên cái bìa cạc tông như vậy. Như gia đình này thì có vẻ là khá hơn so với các cái gia đình khác. Họ có được một chiếc xe ô tô, nhưng mà xe cũng đã từ khá lâu rồi. Hola. Trên tay mình thì đây là một cửa hàng sửa chữa xe này. Họ đang sửa lại những cái gì xe không có. Hola. Đây họ đang sửa cái xe này mọi người. Xe cũng khá là lâu rồi. Họ tận dụng mọi thứ. Và xe này thì cũng tuổi đời cũng ước chừng là khoảng ít nhất là 30-40 năm rồi á. Cuba toàn bộ là xe cổ thôi. Đường thì xuống cấp nghiêm trọng. Trước kia thì đường xá ở Cuba thì rất là tốt, nhưng bây giờ thì đã xuống cấp rồi. Hola. Ơi, chú này thì rất là vui khi mà mình tặng ở mì. Việt Nam. Hồ Chí Minh. Và chú rất là vui. Sắc ở photo. Ngay lúc này, đời sống của người dân Cuba đang được cho là khó khăn nhất khi mà khủng hoảng về xăng dầu và khủng hoảng về mọi mặt. Hiện giờ thì Cuba chỉ có thể giao thương với thế giới bằng hình thức đó là xuất khẩu các bác sĩ tình nguyện để có thể nhận viện trợ, hoặc là có thể là phát triển ngành du lịch. Nhưng mà bấy nhiêu đó cũng không đủ thiếu gì hết. Rất nhiều người dân Cuba đang trong tình trạng thiếu lương thực hoặc là khó khăn.
Và đây là những cái gì mà mình chia sẻ với mọi người rõ về cái sự thực tế cuộc sống của người dân Cuba. Thậm chí một chú mặc cái quần rách nát hết rồi. Mọi thứ đang rất khó khăn với người dân Cuba nha. Nhưng mà người ta vẫn rất là bình thường, chắc có lẽ trong cái khó người ta đã quen rồi.